Rồi đổ đậu phộng lên đi ha. Đậu phộng nguyên hộp ha. Cái miếng khô bự quá bỏ vô cũng vừa. Bữa nãy đòi giá cho bự. Bỏ gỏi không á. Cái ngồi nó thấm cho ngon á. Cái nhỏ mà. Đây có miếng nhỏ nè. Bỏ vô mới vừa. Nè. Đậu lên. Ừ. Bỏ nha. Ăn miếng hồng tôm giòn giòn. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình về tên má mình có chị Hai, chị Hương, có má mình á. Hôm nay thì có chị Mười Trần ở Cà Mau. Chị gửi cho mình bịch khô này nè. Khô này là mình ở đây thường thường mình kêu cá sặc gằn, thì có người thì kêu bằng cá lò tho. Ở trong Cà Mau thì kêu bằng con khô cá đổi. Chứ không có kêu giống như mình, chỉ nói là tổng người ta kêu bằng cá đổi nè. Hôm nay mình ăn thử khô này, có biết khô Cà Mau ở đặc sản ở Cà Mau là khô cá nhiều dữ lắm. Mình nghe nói trong đó nhiều lắm, chị nói có dịp đi vô tổng chỉ dẫn đi ăn khô, ăn cá tươi chị Hương. Thấy hàm dữ lắm. Mình ăn thử, nếu mà cá này ngon á, thì mình giới thiệu cho các bạn, ai mua thì đặt mình dặn chị ở trong Cà Mau gửi ra. Chị nói khô ăn ngon lắm, chị nói vậy, chứ không cá tươi không à. Cá này là chị nói là cá cũng như thiên nhiên, người ta bắt lên chứ người ta không có nuôi. Còn cá mình ở đây mình mua cá nuôi á, nó mỡ dữ lắm, mỡ. Mình phơi ngay đây nè, mỡ như mỡ heo luôn, ra chảy mỡ ra luôn. Giờ mình làm gỏi, giờ bắt đầu mình đi nướng khô làm gỏi. Cái hồi lọc rau nữa hả? Ừ, rau găm này nãy cắt ở nhà. Giờ mình lấy ra, mình đếm coi được nhiêu con họ coi nè. Khô 5 con ạ. 6 con, 7 con, 8 con, 9, 10, 11, 13, 18 con. Còn đây 5 con nữa, tổng cộng 18 con khô. Mình đi rửa 8 con để mình làm gỏi, còn 10 con mình chừa lại. Giờ mình đi rửa cho sạch. Nướng ở đốt phong đó nó khô ha. Cái đốt đất biết nè. Đất không biết nào. Này cái để dĩ lên cũng sạch nữa. Này cây khế nè, cây khế của má mình là tái quá thì tái luôn. Nó hết mùa này cái tới mùa kia tới. Tái hoài luôn ha. Khế đó. Bông nhóc luôn nè. Hả? Tên hả? Tên thấy gì tới? Như đó chắc được ạ. Ừ. Khế này còn ấy chua. Ồ, không yên đụm thì nó 4 năm tái được. Hai khô cá đổi này thì mình làm gỏi trái cây. Mình làm đủ thứ trái cây luôn. Đây là chôm chôm. Đây là khế. Rồi đây là xoài. Đây là chuối già. Mình làm 4 thứ. Giờ mình mời cả nhà cùng xem mình làm cái món gỏi này nha. Có chuẩn bị thau nước nè. Mình bỏ muối vô đây rồi. Giờ mình dắt vô. Rồi, có cái dĩ dài chị hai? Có dĩ bự á. Dĩ dài dễ để dĩ kia kìa. Dĩ dài ở đâu? Tổng á. Nãy mới thấy á. Dĩ dài, dĩ đó khó nướng hả? Để không qua. Giờ mình gọt chuối mình để vô cho nó không có bị mủ. Mình để tắt với muối vô, chuối với mình nó tắn. Chuối già này làm gỏi ăn ngon lắm các bạn. Giờ mình gọt tới phần khế. Để vô thau nước rửa luôn. Chua rồi gặp cái chua hả? Đọc tự đọc. Biết sơn giờ xài lấy cái đó bào ra. Ừ, hồi lấy cái bào. Rồi xài khỏi rửa. Thầy rửa chưa? Nào. Gọt ra, rồi tới xài bự chảng luôn. Này xài Đài Loan, nó hơi tím tím nè. Cái này nó dày nè. Thì gặp có xì non á, làm xì non ngon lắm. Xì non nó chua. Xài này không chua không? Ừ, xài này không chua, không có xì non. Ôi, mới để vô nghe mùi thơm mà. Thơm quá. Con khô này nó ít có mỡ nè. Con khô, con cá mình ở đây mình phơi mỡ dữ lắm. Cá mà ít mỡ quá, bếp thêm miếng dầu vô mới ngon nha. Ừ. Đó, ít mỡ ăn không ngán.
mấy bé nó nhìn nó mới béo. Nó mới mới phường. Ừ. Nó không khôn không. 8 con. Anh còn bé kia nó 6 con thôi. Mới nãy thêm 2 con. Chị đổ cái người ăn một con thôi sao? Ghé gà, ghé gà rồi bỏ xương rồi hết à. Ừ. Hồi chị ăn mà không hết xương vịt chị. Ok, nó xì mỡ rồi kìa. À, xé cho má còn. Nó chảy mỡ rồi nè. Ừ, chảy mỡ. Tại mỡ nó vậy nhưng mà nó ít mỡ hơn thôi. Ít mỡ hơn. Không phải là nó không có mỡ. Mấy ngày là cũng như, giống như con khô có lò thơ mà mình ta nuôi á chứ gì ta. Ừ. Có lò thơ ta nuôi á. Cái này người thì kêu cá chọc gần. Còn ở Tông Tổng kêu bận cá đổi. Cá đổi hả? Ừ, Tông Cà Mau á. Này rửa. Ừ. Ở như đó có được có nhiêu lá đây nè. Nhiều sức. Mấy người cho nhậu về nó thấy thèm chảy nước miếng. Nhậu nhậu này ngon hơn nhậu thịt. Hôm đó thằng Kim nó có ghệ tổng ăn vợ nó thôi rồi đó. Cái nó có ăn vợ khác đem về đâu mấy ký gì em tới cho con bự chán luôn. Có loại ăn ký 10 con á. 2 con. 10 mà 2 con. Ừ, nó bự. Trời con mở quá bé. Mình vớt cái bỏ vô nước muối với nước tắc này, vớt mình rửa sạch rồi, giờ mình vớt ra. Để mình gọt. Rất là ngon. Ngon lắm. Nè liếm tím nướng này. Nướng này mà hai anh hành cháy ra định. Ừ. Ngon ha. Không có gì đâu. Để vô nước ăn luôn. Để làm mỡ hành. Giờ mình bào. Để chú già ra, chú già này mình làm gỏi ăn ngon đó. Mình bào hai bên cho bên nào nó cũng có cái da của nó nè, cho nó ăn ngon mà nó đẹp nữa. Chị hai nướng rồi bóp luôn đi. Gỏi thấy tiệm gần gần chạy mua đậu phộng 100 gram đậu phộng. Cái này nè, tao mua cho. Em mua đi. Mua đậu phộng chưa gan mà có khoái chiên này để cho chiên này cho tôi đi. Ừ. Có đậu phộng vô mới ngon. Mua là về chiên chiên với bà đấy. Như gan ăn thiệt ngon luôn. Gọt khế. Mình bào khế mình bỏ cái ruột ở giữa. Cái ruột ở giữa khế nó hột hả? Với nó có sơ nữa. Mình bào luôn cái củ cải. Có cải thì bào sợi. Có củ cải lên cho có màu đỏ. Mình bào cái xài. Xài chắc mình bào nhiều hơn mấy cái món kia. Xài ăn ngon. Xài ăn ngon hết chị hai. Cái xài này nó cũng không chua nữa. Nó vừa khô rồi không xài chua mới ngon. Có thầy non á. Cá hồi xưa ha. Ừ, thầy non ngon, thầy non ăn giòn. Em với anh Tổng quay thầy cát chứ cũng không bao lâu nữa có tái. Nay bự rồi. Thầy cát gặt của mình không? Thầy cát Hòa Lộc á. Thầy mà nó ghép á. Nó ghép á, Tổng mau có tái. Nay bự chán. Giờ mình cắt chôm chôm ra. Chôm chôm này là chôm chôm chua. Chứ không phải chôm chôm Thái. Còn ấm chôm kia thì ấm chôm Thái nó ngọt. Mình mua ấm chôm này mình làm gỏi cho nó chua chua. Ấm chôm chua. Ấm chôm này ăn có vị chua chua ngọt ngọt ngon. Nó ngon, bỏ kia ngọt ngọt. Kia ngọt ngay à. Cái gì mình cũng có cái đậu chua nó mới ngon. Rồi, giờ chị Hương chị hai người gan đậu phộng, người chiên hồng tôm. Giờ lót giấy lên đây nè, để hồi nó trên đó. Học chiên nó thù lên đã. Không phải. Nó chiên hồng tôm. Cái đồ cái gió nhấp của nó đầu ta. Nhấp mình nhấp dưới này. Màu chú này chính là. Ồ gì đó. Tàu mắt bình thường rồi. Cái chú này. Cái tàu nó như nó lên tới. Mời người để vô tủ. Làm gì? Có cái dừa. Vậy hả? Ừ. Lấy đũa đại. Giờ không kiếm đâu không có. Cái đũa chứ. Ừ. Thôi thôi. Nó màu nở. Đã, nó thấy chuyện này đó. Tưởng như phá chim dành chim. Dành chim cũng là dân đậu.
đây chị ba tay chị đâu thử được. Cộng cho đều xài được cái kia cộng đều hết thì sẽ khô mặn. Mình ăn thử khô với mặn không? Mà ăn miếng bự bự mới biết, ăn nhỏ quá không biết. Ăn miếng con hay. Ngon không có mặn. Vừa ăn. Cái này vừa ăn không mặn mà thơm khô nữa. Ngon, vừa ăn. Vậy là hồi tộn đường vô nữa là vừa rồi. Tộn đường vô gỏi nữa là vừa với hành phi với rau gầm nữa. Ngon quá. Tộn bánh canh vô nữa đi. Tộn bánh canh vô. Chứ khô mà lật nhách là bị bủng á. Bủng. Khô mà khét ra thịt bỏ gì hết. Ủa giờ mình sắc ớt. Cái này mình khỏi làm cái nước chua. Vì xài cái chua rồi khô nó hơi mặn mặn nữa. Giờ chỉ để đường vô với ớt vô. Vô găm cái tộn lên ăn. Cái hành phi, đậu hỏng thì rồi. Cái này ta thấy người ta gầy chết luôn. Đậu người ta để dành người ta nhắm. Để nhà nhậu hả? Mà ăn vậy đây. Ăn phải nhậu hả? Ăn hư mọi người ta hết trơn. Mình lật rau găm ra cái mình sắc nhỏ nhỏ rồi rau găm của mình lá nó bự quá. Lá chả. Lá tô rau găm nó tốt. Tốt, bỏ rau găm lá bự. Ừ, rau găm nó rau mấy gì. Rồi xong. Bỏ ra vô. Dưới đường lên luôn nè. Nhiều không? Vừa ăn, vừa hát như là vừa. Còn bỏ miếng hành phi vô tộn lên cho đều cho thơm, còn nhiều thì để trên mặt. Để trên mặt cho đều. Vừa tộn. Khô ngon ha. Tộn gỏi khô ăn thấy thèm còn hơn gỏi thịt nữa. Ngon hơn. Cái túi nào bỏ ra lựa lựa bỏ ấy rồi. Bỏ vô trong cái túi giờ ấy giờ. Rồi đổ đậu phộng lên đi ha. Đậu phộng nguyên hộp ha. Đậu phộng nguyên hộp đi. Ừ. Chưa hở vỏ nữa. Mình để hành phi lên mặt. Rồi gỏi khô cái hạt dằn với trái cây của mình xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui nha. Mình hết rồi. Vậy rồi. Chắc giờ ăn thấy ngon. Rồi. Rồi ăn nha, ăn thử cây ngon dữ không? À, ăn ngon thì nhắn tin mất rồi gửi qua. Ăn vừa ăn ngon á. Nè. Xài mình có vị chua. Khô có vị mặn, cho nên mình chỉ thêm đường thôi là vừa ăn rồi. Mình khỏi cần thêm gì nữa. Cái dĩa này mua đâu chứ tầm mấy luôn á. Mấy chục ngàn á. Dĩa khô ha. Ừ. Còn mấy thân nhỏ mới cho mấy thì nổi khô còn ra cũng có tâm mà. Không. Nha, nếu dĩa bắn mắt á. Mắt lắm á, tộn dĩa bắn mắt lắm. Người ta bự dĩa ai chứ dĩa lớn thì sao tả nổi. Mỗi ngày hơn còn ba dĩa. Dĩa nhỏ á. À, mà ai vậy cho dĩa bự nhỏ hơn dĩa này. Nó làm dĩa chút chút không hà. Ừ. Mình đông người thì mình kêu nhiều dĩa. Ừ. Dạ. Dạ. Cái miếng khô bự quá bỏ vô cũng vừa. Bỏ nồi giá cho bự. Bỏ gỏi không á. Cái nồi nó thấm cho ngon á. Cái nhỏ này có miếng nhỏ nè. Bỏ vô mới vừa. Nè. Tộn lên vậy nè. Canh tộn lên nó thấm vô cái hộp tiếp dưới ăn nó ngon. Đường đông tộn hồi gấp tới ớt ăn là la lạng. Ừ. Ngon nè. Ăn miếng mấy hồng tôm giòn giòn. Ừ. Ngon. Ăn miếng chuối á, ngon ghê luôn. Thì cái tô nem nướng mà phải có chuối ăn mới ngon nha. Ngộ nem nướng phải có chuối chát. Ở bữa nào làm em nướng á, có chút chát đồ này kia là ăn ngon. Nướng vừa leo. Chưa còn non đầu giờ khó. Ngoài theo mình á. Định có máy xay á, làm em nướng nè. Ừ. Em nướng chặt lắm. Chị làm cái tấm tiệc chị ta. Chị làm chục ký thôi, chục cái thịt nó xay chút.
không có người ta ca đâu phải gia đình ngon vậy đâu có cái này thì dụng á nếu mà ai có làm ăn nước thơm ngon ha không vừa ăn định làm đăng lên có ai làm đám tiệc gì đặt á đặt làm nem nước không mà sao làm nem nước anh chịu làm cái cục toàn toàn mà nó dẹp dẹp này chị hai vừa ăn nắng nhiều cây mía nắng nướng ăn ngon không má ăn này là ngon lắm nè cái khô gấp khô để vô nha tại vì khô bên kia xương có xương còn khô này không xương nè ăn ở đây má ăn phồng tôm nè ngon lắm ăn phồng tôm đi để không quên nó gấp gỏi không gấp phồng tôm gỏi xài ăn ngon thiệt ăn khô ngon lấy giấy chị giấy nãy không hơn vỏ rớt gì ngon khỏi xương rửa tay à, khô của mình chị Mùi cho mình ăn rất là ngon chị Mùi này chắc mình đăng lên mình bán luôn các anh chị và các bạn nào có muốn mua khô Cà Mau thì liên hệ số điện thoại của mình 0397920950 khô Cà Mau có nhiều loại khô chứ không phải là loại khô được không nhưng mà mình nghe chị Mùi nói là khô nào cũng ngon hết trơn nhưng mình ăn thực tế thì khô này rất là ngon vừa ăn sau này các anh chị mà đặt mình khô thì chắc mình có thể mình dặn khô Cà Mau khô Cà Mau ăn thấy ngon mình có ăn rồi mình cảm ơn chị Mùi rất là nhiều chị Mùi cho khô mình ăn bữa nay mình đãi gia đình mình ăn ăn rất là ngon ai ăn cũng ngon má mình rất là thích ăn con khô này nè mỗi khi má mình đi chợ thấy người ta bán khô này rồi má mình mua một con gì ăn ở đây khô này người ta bán mắc lắm mà điều nó mặn ghê luôn khô này vừa ăn khô này vừa ăn mình thấy ăn ngon mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe nếu như các anh chị thấy thích và hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh Mười Bảy Miền Tây và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cảm ơn khô của chị Mười nha